Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 103 bắt đầu bằng lời kêu gọi, hỡi linh hồn ta. Không có kêu gọi ai khác, không có kêu gọi người bên phải chúng ta, người bên trái chúng ta, không có kêu gọi người thân yêu của chúng ta, không có nói đến một người bạn của chúng ta, mà kêu gọi chính chúng ta. You call yourself, your soul, not call to somebody. Các bạn trẻ chú ý lắng nghe tiếng Việt để biết tiếng Việt và chúng ta hiểu được lời của Chúa bằng tiếng Việt. Hỡi linh hồn ta, có lẽ chúng ta chú ý đến linh hồn của người khác nhiều hơn linh hồn của mình, phải không? Chú ý đến linh hồn của người cha, linh hồn của người mẹ, linh hồn của đứa con, nhưng mà quên đi linh hồn của mình. Nhưng Thi Thiên 103 này không nói đến linh hồn của những người khác, mà nói đến chính chúng ta. Kêu gọi chúng ta, tự mình kêu gọi mình, hỡi linh hồn ta. Tại sao như vậy? Tại sao phải nói rằng hỡi linh hồn ta? Oh my soul, not somebody's soul. Là vì cớ linh hồn chúng ta quan trọng hơn. Linh hồn chúng ta là điều mà chúng ta biết nó nhiều hơn. Và nó như thế nào? Nó đang ở trong tình trạng nào? Và nó đang được cái phước hạnh nào? Hoặc là nó đang như thế nào? Và chỉ nói với linh hồn mình, nói với tấm lòng của mình mà thôi. Mục đích là để làm gì? Tại sao phải nói với linh hồn mình? Tại sao phải nói rằng hỡi linh hồn ta? Là để ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khá ngợi khen Chúa. Chúng ta nhiều khi làm việc nhiều quá, chúng ta nhiều khi buồn nhiều quá, chúng ta nhiều khi gặp sự thử thách nhiều quá, chúng ta quên đi cái sự ngợi khen Chúa. Cái tấm lòng đau khổ quá, chúng ta không thể cất tiếng ca ngợi Chúa, không thể cất cái tiếng cảm tạ Chúa. Cho nên Thi Thiên 103 này, tác giả là David, ông mà khuyên chúng ta và kêu gọi tất cả mọi người chúng ta hãy nói với linh hồn của mình, hãy nói với linh hồn của mình rằng hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Chúa. Và lý do gì để chúng ta ngợi khen Chúa? Lý do gì chúng ta cảm tạ ơn Chúa? Có cả ngàn lý do. Có cả ngàn lý do. 10,000 reasons to praise the Lord. Có 10,000 lý do, phải không quý vị? Các bạn thanh niên, 10,000 lý do, 10,000 reasons. Nhưng mà người Việt đó nói rằng có cả ngàn lý do, cả ngàn, cả chục ngàn, cả trăm ngàn lý do để cảm tạ ơn Chúa. Khi muốn từ chối một cái lời mời, thí dụ các bạn trẻ mời một sư đi đánh golf, một sư không biết đánh golf, một sư nói rằng là xin từ chối, không nhận lời. Nhưng mà các bạn nói một sư không biết đánh golf, nhưng mà một sư có thể đến chơi, đến ngồi đó, thì một sư khó từ chối quá, phải không? Khó từ chối quá. Bây giờ một sư phải nghĩ, suy nghĩ coi mình có cái lý do gì khác hơn nữa. Có lý do gì để mà mình từ chối cái lời mời của các bạn trẻ, các bạn thanh niên. Quý ông bà, quý anh chị em từ chối cái lời mời đi đám cưới, tôi thí dụ như vậy. Khi được mời đi đám cưới, dự một đám cưới, bây giờ muốn từ chối, phải tìm lý do. Và có người nói như thế này: ô, tôi có cả ngàn lý do để từ chối. Tôi có cả ngàn lý do để từ chối. Ô, nhiều lời từ chối lắm.
Bởi vì tâm lòng của chúng ta không muốn nhận cái điều đó. Bởi vì tâm lòng chúng ta không muốn làm cái điều đó. Bởi vì cái lòng của chúng ta không được vui với điều đó, cho nên chúng ta tìm lý do để từ chối. Có cả ngàn lý do để từ chối. Nhưng mà ở đây ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa thì có hàng ngàn lý do để chúng ta cảm tạ, ngợi khen Chúa. Thưa quý hội thánh, thưa quý các bạn thanh niên, các bạn có thể có hàng chục ngàn lý do, các bạn có hàng trăm ngàn lý do để chúng ta ngợi khen Chúa, bày tỏ tấm lòng của chúng ta biết Chúa. Chúng ta không thể nào mà nói rằng tôi không có lý do để cảm ơn Chúa, tôi không có cái điều gì để mà tạ ơn Chúa. Không có, không phải. Các bạn cũng như tất cả mọi người chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta có hàng ngàn, hàng trăm ngàn triệu lý do để mà cảm tạ ơn Chúa. Vì đó là từ tấm lòng của chúng ta biết ơn Chúa. Nó phát xuất từ tấm lòng của chúng ta biết ơn Chúa, cho nên chúng ta mới có nhiều, nhiều, thật là nhiều lý do để cảm ơn Chúa. Và nếu chúng ta không có lý do cảm ơn Chúa, dù một lý do không có, thì đó chứng tỏ rằng lòng chúng ta không có biết ơn Chúa. Lòng chúng ta không có nhận được cái gì từ nơi Chúa, cho nên không có lý do, không có cái gì để cảm tạ ơn Chúa, để ngợi khen Chúa cả. Quý ông bà, anh em chị em, các bạn thanh niên, các bạn có lý do cảm ơn Chúa không? Có không? Có, các bạn gật đầu. Có thể mặt trời đến với chúng ta, nó làm cho đời sống của chúng ta, nó mặt trời lặn đi làm cho đời sống chúng ta tăm tối, phải không? The sun come up, it's a new day dawn. Dawning. Cho nên chúng ta cố gắng thắng hơn điều đó. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ngợi ca Chúa cái gì? Chúng ta cảm tạ Chúa cái gì? Tác giả Thi Thiên 103, ông nói rằng có hàng ngàn lý do để cảm tạ, nhưng mà cảm tạ về điều gì? Có điều gì để cảm tạ? Các bạn trẻ có điều gì để cảm tạ? Cảm tạ về điều gì? Sức khỏe, việc học, ok, job. Bây giờ chưa có job, hồi nãy thầy Khoa nói rằng là các bạn chưa có job để làm, cho nên money không có. Nhưng mà chúng ta sẽ cảm ơn Chúa vì điều đó, chúng ta mong chúng ta có cái job để làm ha. Có việc học, các bạn có việc học. Các bạn cần phải cảm tạ ơn Chúa về những điều đó. Ngợi khen Chúa, Chúa cho con được lên college để mà con học. Ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa cho con đã tốt nghiệp, đã xong việc học. Ngợi khen Chúa, Chúa cho con có việc làm. Ngợi khen Chúa, Chúa cho con có sức khỏe, a strong health. Có sức khỏe mạnh để mà chúng ta có thể hầu việc Chúa, chúng ta có thể lo công việc Chúa. Chúng ta, quý ông, quý bà, anh em, chị em, chúng ta ngợi khen Chúa, cảm tạ về điều gì? Quý vị phụ huynh, quý vị phụ huynh ngợi khen Chúa, cảm tạ về điều gì? Quý vị có việc làm phải không? Quý vị có gia đình, quý vị có các con của mình. Chúng ta cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa vì các con của chúng ta ngoan và đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, biết yêu mến Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa về điều đó, chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa, Chúa ban cho chúng ta có việc làm ổn định, tốt, để mà có income, có thu nhập, để rồi chúng ta có thể hầu việc Chúa, dâng hiến cho Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa, cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết bây giờ, quý ông bà, anh em, chị em, cũng như các bạn thanh niên, thiếu niên, hãy cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì sự gìn giữ của Chúa ở trên đời sống chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn Chúa vì sự gìn giữ của Chúa. Ngày hôm nay, ở tại các học đường, các trường đại học, thường có những việc gì xảy ra? Thường có cái gì? What happened in school, university? What happened today? Shooting. Right?
Cho nên chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa về điều đó, là Chúa gìn giữ, Chúa ban ơn cho con để con đi học bình an, con đi học bình yên. Xin Chúa cho con, và cảm ơn Chúa, Chúa đã nhậm lời của con, cho con được bình an, Chúa cho con được khỏe mạnh. Và điều quan trọng hơn hết đó là cảm ơn Chúa, Chúa ban sự cứu rỗi cho chúng con, Chúa tha tội cho chúng con. Và quý ông bà, anh em, chị em thân mến, quý vị cũng nên ngợi khen Chúa về điều đó. Ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa, Chúa chẳng những ban sự cứu rỗi cho con, mà Chúa còn ban sự cứu rỗi cho con của con nữa. Nó đã tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, và nó nhận được sự cứu rỗi, sự tha tội của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Và Chúa đã cứu chuộc mạng sống của chúng ta khỏi chốn hư nát. Ngài lấy sự nhân từ và sự thương xót để làm mão triều đội cho chúng ta. Và Ngài đã ban cho chúng ta được thỏa các vật ngon, những món ăn mà Chúa dành cho chúng ta ăn và chúng ta vui vẻ, chúng ta hưởng lấy những điều đó. Hãy ngợi khen Chúa. Và ở đây điều quan trọng đó là chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ tội ác của chúng ta. Thưa quý ông, quý bà, thưa các bạn trẻ, Chúa đã tha thứ tất cả những tội ác của chúng ta. Chúa đã bỏ qua tất cả những điều xấu xa của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta. Điều đó chúng ta không ngợi khen Chúa hay sao? Và chúng ta không cảm tạ ơn Chúa hay sao? Chúng ta phải nói như tác giả Thi Thiên rằng: Praise the Lord, because His blessed on us. Phước hạnh của Chúa đến với chúng ta. Và chúng ta phải cảm ơn Chúa về điều đó, ngợi khen Chúa về điều đó, tôn vinh Chúa về đó. Chúng ta phải hát như là chưa bao giờ hát ngày xưa. Ngày xưa hát yếu quá, ngày xưa hát buồn quá, ngày xưa hát không được. Nhưng mà bây giờ lòng của chúng ta sẽ vui vẻ, mừng rỡ, và chúng ta hát lớn lên, hát mạnh lên, hát vui lên, hát như chưa bao giờ có thể hát được như vậy, vì cớ chúng ta đã đầy phước hạnh. Thưa quý hội thánh, chúng ta cảm ơn Chúa về những phước hạnh đó, và chúng ta ngợi khen cảm tạ bằng điều gì, cái dùng cái gì để mà cảm tạ. Các bạn dùng cái gì để ngợi khen Chúa? Your mouth, phải không? Cái miệng của mình, phải không? Your tongue, cái lưỡi của mình, phải không? Chưa đủ. Chưa đủ, chúng ta dùng miệng, chúng ta dùng lưỡi ngợi khen Chúa chưa đủ. Tôi có coi một clip, cái clip này là chỉ nói về các trẻ em mà bị điếc và bị câm, không nói được và điếc. Các em đó ngồi ăn cơm, và trước khi ăn các em cảm ơn Chúa. Quý vị thử xem các em cảm ơn Chúa như thế nào. Các em này bị điếc, bị câm, không nói được. Trước khi ăn, các em cảm ơn Chúa, các em cảm ơn Chúa như thế nào? Không thể dùng miệng nói được. Yeah, đúng rồi, silently. Oh, chúng ta thấy điều đó thật là vô cùng cảm động. Các em nhắm mắt lại, cúi đầu xuống. Dù không nói được, dù không nghe được, nhưng mà các em đó cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa bằng cái đôi tai của mình, phát xuất từ tấm lòng. Từ tấm lòng của các em, từ tâm trí của các em suy nghĩ về Chúa, nhận biết ơn của Chúa và cảm ơn Chúa về điều đó. Thưa quý hội thánh, tác giả ta David ở đây nói rằng là dùng cái lời hát để cất cao tiếng hát ngợi khen Chúa. Nhưng mà khi không hát được thì ông nói rằng dùng linh hồn mình để ngợi khen Chúa. Dùng cái my soul, your soul để mà ngợi khen Chúa. Và các bạn có từng ngợi khen Chúa bằng cái tấm lòng mình không? Hay là chỉ ngợi khen Chúa bằng cái miệng, cái môi mình thôi? Mà cái lòng mình không có nghĩ gì về Chúa hết, không có suy nghĩ về Chúa, không có muốn nói về Chúa, không có mến yêu Chúa, không có một cái tấm lòng đối với Chúa.
Dù chỉ cái miệng hát thôi, dù chỉ cái miệng nói thôi, nhưng mà cái lòng mình không có yêu mến Chúa. Không, ở đây Thi Thiên 103 tác giả nói rằng hãy lấy cái lòng của mình, hãy lấy cả cái linh hồn của mình để ngợi khen Chúa, để cảm ơn Chúa. Và hơn hết quý vị, chúng các bạn thanh niên lưu ý chỗ này là cả cuộc đời của ông, cả cuộc đời để ngợi khen Chúa, dùng cả cuộc đời ngợi khen Chúa. Các bạn dùng cái gì để ngợi khen Chúa? Ngoài tấm lòng, ngoài môi miệng, dùng cái gì nữa? Dùng cả cuộc đời mình. Hold your life. Hold your life to pray the Lord. Phải cả cuộc đời của các bạn để ngợi khen Chúa. Và Chúa dùng cuộc đời của các bạn, các em, các cháu sẽ là hầu việc Chúa, sẽ là ca ngợi Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn. Dùng cả cuộc đời của chúng ta. Tác giả Thi Thiên 103 này khuyên chúng ta như vậy: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cả cuộc đời tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và trong các thi thiên khác, ông cũng nói như vậy: hỡi cả trái đất, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả muôn dân, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và ông cũng nói khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong chúng ta cũng đều ngợi khen Chúa cả. Và mỗi một cuộc đời của chúng ta đó là một cái cuộc đời ngợi khen. Mỗi một cuộc đời chúng ta là một cuộc đời ngợi khen. Có một cái bức tranh vẽ, có một bức tranh vẽ về hài hước hoặc hoạt họa đó, cartoon. Thì vẽ cái hình một đứa nhỏ. Nó hỏi một đứa nhỏ khác, một học sinh hỏi một học sinh khác: tại sao người ta hay bắn nhau trong học đường vậy? Tại sao ngày hôm nay á, người ta hay bắn nhau trong trường vậy? Thì đứa học sinh kia nó đứng nó trả lời: tại vì bây giờ trong học đường không có Chúa nữa. Tại vì trong trường bây giờ không có Chúa nữa. Tại sao Chúa không gìn giữ cái học sinh con cái Chúa trong học đường nữa? Tại sao Chúa không gìn giữ con cái Chúa trong học đường nữa? Thì cái cartoon nó trả lời rằng là tại vì trong học đường bây giờ không còn có Chúa nữa. Without God in the school. Không có Chúa trong học đường cho nên Chúa không có gìn giữ. Cartoon đây là vui thôi, nói chuyện vui. Nhưng mà có ngụ ý gì? Có ngụ ý bây giờ là trong xã hội ngày nay, trong học đường ngày nay, người ta từ bỏ Chúa hết. Người ta không có để Chúa trong đó nữa. Và trong tuần qua, quý ông bà, anh em chị em, các bạn có xem một cái news không, các bạn tin? Tại Oklahoma của Capitol, Oklahoma State, thì giả gỡ cái 10 điều răn, 10 commandments, cái gỡ cái bảng đá đó, gỡ đi, dẹp bỏ. Không có cần có Chúa nữa, không có cần cái điều răn gì có lời Chúa nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà chúng ta đối diện với biết bao nhiêu sự thử thách, cám dỗ, sự tấn công của cái thế giới tối tăm ở bên ngoài. Các bạn trẻ lớn lên ở trong cái xã hội này, các bạn dùng cái gì? How to keep your soul? Làm gì để giữ cái linh hồn của mình? Làm thế nào? Làm thế nào để giữ cái linh hồn của chúng ta? Để ở trong Chúa, để ngợi khen Chúa. Mỗi một cuộc đời chúng ta phải là một cuộc đời cảm ơn Chúa. Mỗi một cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời ngợi khen Chúa, ca tụng Chúa. Và có hàng ngàn lý do. Không phải là 10,000 reasons, không phải chỉ có 10,000, mà có hàng ngàn thousands and thousands. Và hàng ngàn lý do để mà chúng ta cảm ơn Chúa. Và cũng cả cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời ngợi khen Chúa, ca ngợi Chúa. Dù có thể buồn đau, dù có thể gặp đau khổ, dù có thể gặp thử thách, dù có thể gặp khó khăn, nhưng mà những cái điều đó cũng là những lý do để chúng ta ngợi khen Chúa, cảm tạ ơn Chúa quý vị. Trong cuộc đời của chúng ta không phải đi lúc nào cũng có ánh sáng mặt trời chiếu soi hết.
Mà đôi khi chúng ta phải đi ở trong cái trũng bóng chết, trong cái sự tối tăm. Và khi chúng ta đi qua trũng bóng chết rồi, chúng ta mới có lý do và nhiều lý do hơn nữa để cảm tạ, ngợi khen Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng tôi từng trải những điều này để chúng tôi được sự an ủi từ nơi Chúa. Và bởi sự an ủi mà Chúa an ủi chúng tôi thì chúng tôi mới có thể an ủi giúp đỡ người khác. Phải không quý vị? Có một đứa bé nó đau răng. Nó đau quá. Mẹ ơi, con đau răng quá. Thì người mẹ nói rằng con ráng chịu đi. Con ráng chịu đi, con đừng có khóc. Đau thì ai cũng có thể đau hết. Mẹ không biết gì hết, mẹ không có đau răng, mẹ không có biết gì hết. Mẹ không có đau răng, mẹ không biết thì con đau răng này, con biết con đau lắm. Người mẹ mới nói như thế này. Con ơi, làm sao con biết rằng mẹ không đau răng? Mẹ cũng là đã trải qua những cái đau răng còn hơn con nữa đó. Mẹ trải qua nhiều lắm. Nhưng mẹ biết đau răng thì đau lắm, đúng. Nhưng mà mình phải ráng chịu, chờ ngày mai đi bác sĩ, đi nha sĩ để khám. Phải không quý vị? Và đứa con nghe được mẹ mình cũng có đau răng, mẹ mình cũng hiểu cái đau của mình. Nó thông cảm, nó cảm thấy nó thương mẹ. Đó là điều mà Chúa muốn cho chúng ta hiểu. Chúa muốn các bạn cũng như tôi, chúng ta đều trải qua có thể những đau khổ, chúng ta trải qua đi qua những buồn phiền, để rồi chúng ta được Chúa an ủi, được Chúa nâng đỡ, được Chúa dạy dỗ rồi, chúng ta mới có thể giúp người khác. Người Mỹ thì nói rằng chừng nào mà anh đứng ở trong đôi giày của tôi thì anh mới biết, phải không? I stand your soul, my soul, you know ha. Chừng nào mà đứng ở trong giày của tôi thì anh mới biết, anh đã thông cảm cái chuyện của tôi. Còn người Việt chúng ta thì sao? Người Việt chúng ta thì nói như thế nào? Anh phải gặp cái cảnh của tôi thì anh mới biết à. Đúng rồi. Thì có trải qua một cái cảnh khổ thì con người mới biết cái khổ là gì. Có trải qua những cái cảnh đau đớn thì mới biết đau đớn là gì. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa cho chúng ta có lý do để chúng ta cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa vì đau khổ đã đến với chúng ta. Chúng ta ngợi khen Chúa vì Chúa ban cho chúng ta có những cái nỗi đau, nỗi buồn, để mà chúng ta biết được tình yêu thương của Chúa. Chúng ta mới biết được Chúa là đấng hay thương xót, và Chúa là đấng hay làm ơn, và Chúa chậm nóng giận. Chúng ta phạm tội, đáng lẽ phạm tội Chúa giết chết liền. Chúng ta sai lầm, có lẽ là Chúa sẽ trừng trị liền. Nhưng mà không, Chúa chậm nóng giận, đầy sự nhân từ. Thế thì chúng ta phải cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta phải ngợi khen Chúa. Chúa ơi, con ngợi khen Chúa vì Chúa thương con. Chứ nếu mà con phạm tội như vậy, chắc Chúa giết con chết hồi lúc nào rồi. Chúa không cho con sống. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa về điều đó. Cho nên dù cuộc đời chúng ta có như thế nào, thưa quý hội thánh, thưa các bạn trẻ, chúng ta hãy vui vẻ. Chúng ta hãy đến với Chúa. Chúng ta hãy hát ca tụng Chúa, ngợi khen Chúa, vì thấy được cái sự thương xót của Chúa, thấy được cái sự nhân từ của Chúa, thấy được cái lòng yêu thương của Chúa ở trên đời sống của chúng ta, những phước hạnh đó ở trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta đến với Chúa bằng cả một cái sự thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng danh thánh của Chúa. Worship your holy name, Lord. I worship you. Worship your holy name. Xin hội thánh đứng lên. Xin Chúa cho chúng ta sáng hôm nay đến với Chúa với cả tâm lòng của chúng ta. Xin chúng ta, Chúa cho chúng ta hãy suy nghĩ có bao nhiêu lý do, có bao nhiêu lý do trong cuộc đời chúng ta để chúng ta cảm tạ Chúa. Có hàng ngàn lý do để chúng ta cảm tạ Chúa. Vì cuộc đời của chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Vì cuộc đời của chúng ta đã được sự tha thứ của Chúa. Vì cuộc đời của chúng ta dù trải qua bao nhiêu cảnh khó khăn, chúng ta cũng được Chúa gìn giữ dẫn dắt.